Còn riêng cái file của siêu học thì chưa có scan được. Đấy, cuốn này. Mở đi. Thì để thầy scan cuốn này thì gửi sau. Cái cầu dao. Con mở cái chừng tắt máy lạnh chừng. Rồi, cảm ơn nhiều. Tâm lý thì mình sẽ sử dụng cái cuốn này nha, dành cho đệ nhất ACD. Này nó đủ. Đạo đức thì mình sử dụng cái cuốn này. Đạo đức cũng cho ABCD. Cái quan trọng là có CD là được. Tại vì CD là dành cho dân chuyên của học xã hội. Mình học cái cuốn mà sẽ dành chuyên cho học xã hội thì nó sẽ sâu hơn. Trong ba cái quyển này của Trần Văn Hiến Minh thì không có phải là hiếm. Ba cái quyển nha, có cái quyển siêu học là hiếm thôi. Quyển này là hiếm thôi, còn lại hai quyển kia nó đã có trên mạng, có trên thị trường hết rồi. Có cái cuốn luận lý học thì tại vì nó cũng khá là phổ thông nên thầy chưa có mua. Bây giờ lời dạy rồi thì để thầy đi mua. Cuốn đó có thể xài file PDF rồi. Không thì xài trên file cũng được. Mà tại mình thích cầm cuốn sách chơi cho vui vậy đó. Cửa cổ mà con. Sách này là in năm 1960. Sách này in năm 60. Có bà ngoại con. Sách này in năm 57. Siêu hình trước. Thì thấy nhãn nhãn thì thầy đâu có mua đâu. Nó có file PDF mà tự nhiên mua chi cho tốn tiền. Giờ cái mình có nhu cầu mình cầm vậy đó. Cuốn này in năm 62. Nha. Trong khi chờ đợi cái gì cứ hỏi đi, hỏi gì cũng được hết trơn. Hỏi về triết thì càng tốt. Được mắt cam thấy được. Thì gắn mắt vô đi, quý rõ hơn. Tay cam đẹp chứ nhỉ? Vậy mà. Thế đẹp chứ mình có mọc được hiếm sừng ra đâu. Thì sừng khấu cam đẹp. Lộ trình mình học thế nào nha? Mình có 4 quyển. Mình có 4 quyển, tuần mình học 1 quyển. Mình sẽ hỏi về 4 quyển. Cái quyển thứ nhất á, nó là về dòng muốn lấy nào trước, ví dụ gì luận lý cũng được, luận lý học. Hai nhỏ là về tâm lý học. Ba nhỏ là về đạo đức học. Và thứ tư là về siêu hình học. Đây là 4 quyển mình sẽ học trong chương trình của mình. Với 4 quyển này thì tuần tự mỗi tuần mình sẽ học quyển. Nhá, mỗi tuần mình sẽ học quyển theo thứ tự. Thì mình bây giờ mình thích cái môn nào trước thì mình học cái môn đó trước. Thì tuần là xong môn này xong rồi tới cái môn kia. Tại vì có đèn á, bật đèn lên cái nó hơi choáng xíu. Choáng lắm luôn. Choáng lắm luôn hả? Được thì mình ngưng đèn đi ha. Cho nó được choáng. Đèn ở đây nhé. Đỡ choáng không? Cũng hầm hả? Con chó mấy cái cục á. Rồi, mấy cái con. Chơi cục thơm. Cũng nhá nhớ chữ là nó đứt ống á. Rồi giờ tắt bớt cái đèn những cái đèn lớn á. Những cái đèn lớn đó nó sáng quá sáng. Đúng rồi, đỡ hơn đó. Rồi tối đi. Thì nó hơi tối chiếu hơn, bật cái đèn bên đó đi. Đó. Đây, điều mực nó cũng hơi mờ ấy. Con lấy cái giấy đi. Thì 4 cuốn mình sẽ học tuần tự mỗi tuần quyển tuần quyển tuần quyển. Thì cái hình thức của mình á, mình sẽ có kiểu thứ nhất đây là học lý thuyết. Cái thứ hai là bài tập. Bài tập
cái bài tập này á, thì ở trong mỗi tiết tùy theo cái bữa, thì theo cái buổi, có những cái buổi có những cái nội dung thì sẽ cho thêm bài tập để chúng làm. Và tất cả các bài tập này thì mình sẽ đăng ở trên cái fanpage của khóa học hàng năm ở trong cái album của cấp 4 á, để cho mình làm bài tập trực tiếp ở trên đó lưu lại. Thứ ba, nếu như mình học tốt, nếu như lớp mình học tốt, học xịn thì có thể sau khoảng 4 tháng thì mình sẽ có một cái phần gọi là viết luận, dẫn cho viết luận tiếp. Cái này thì chỉ là dẫn sau thêm thôi. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu như học tốt thì mới có cái này. Còn nếu như mình học mình nói giỡn quá, nên học lý thuyết không còn nhớ nữa thì sao viết luận được, thì cái đó thì không đưa vô. Luận triết thì đó giờ chỉ có lớp khóa 1, khóa 2 có, hay qua khóa 3 cũng không có luận triết nữa, thì các bạn là không nổi. Đó, vì cái lộ trình học vậy. Lập coi á, chừng nào đủ thì cho thì hay, để đồng bào cứ hỏi han thêm. Bốn môn học cái gì hả, thì từ từ vô bốn môn luôn ha. Có phát màn hình không? Phát màn hình là có gì con? Màn hình chia sẻ hả? Rồi, không, bình thường học thì đâu có chia sẻ màn hình đâu. Đó thì chia sẻ cái mặt thầy rồi đó. Là có cái bảng nè, còn cái file cái đó thì nữa hả? Chút xíu Tân sẽ gửi cho mình cái file. Mình tự mở lên. Hiểu không? Mục đích chung riêng thì mỗi một cái môn nó nói về trong một cái lĩnh vực của triết học. Ví dụ như luận lý thì học về logic, mà logic cơ bản. Và tâm lý mình cũng học về tâm lý. Đấy, và đạo đức học về đạo đức. Tức là môn đó là cái tựa đó là nó đã chành ảnh cái nội dung luôn rồi. Còn mà nó trong ruột đó là cái gì thì phải học vô mới biết chứ. Họ muốn biết nó là cái gì thì cứ mở tài liệu lên coi trước. Ở trong đó nó có một luật sẵn. Riêng môn siêu học hồi nãy thì nó rồi đó, siêu học thì chưa có file. Siêu học thì sẽ kênh sao, những cái buổi sau học tới nó thì thầy sẽ gửi sau, hy vọng là sẽ gửi đủ, không thì sẽ gửi trước một phần, dụ thì gửi trước một chương, gửi trước một bài gì đó, rồi xong thì chọc từ từ, thì không có thời gian chọc. Quý vị thông cảm. 12 ABCD luận lý đúng nè, tâm lý ABCD hả, ACD rồi đúng nè, đạo đức ACB rồi đúng luôn rồi đó, rồi ba cái quyển đó là đúng rồi đó. Sao kiếm cái đèn ở đây đỡ tăm tối. Bình thường nó không biết ở trong đây nó qua nó gì. Nói cái quá cho nào muốn nói gì hỏi gì cho không một cách con. Mà cách cho cũng không bằng tâm cho nữa. Cuối cùng tâm cho nó mới xịn rồi. Nhiều khi cách cho nó lừa đảo mình được, chứ cái tâm cho nó không lừa đảo mình được. Cái mức độ thần giả ấy, nhiều khi nó cho mình cái của rất là xịn, nhưng mà
cái cách nó cho nó quăng vô mặt mình chẳng hạn đó. Vậy thì mình ăn có ngon chăng, đúng không? Tương tự như vậy, cách cho nó cho rất là tốt đẹp, nó có sự cung kính, nhưng trong lòng nó ghét mình dữ lắm, làm bộ ngoài nó giả tạo vậy thôi đó. Vậy thì cái cách cho đâu bằng cái tâm cho. Nhắm mấy đứa lớp còn hả? Thế nếu tâm cho tốt thì cách cho có tự nhiên tốt không? Có chứ. Một cái người họ cho bằng cái tâm tốt thì cái cách cho của họ sẽ xịn, cái thứ mà họ cho sẽ đáng trân trọng. Tự tâm nó đi ra. Đó, chừng nào học sâu hơn nữa, các bạn nào có cái cũng xín hơn cái tâm cho nữa đó, ha. Đó, chờ đợi đi. Về mặt vật chất thì thằng nào cũng chỉ là electron và proton hết đó con, cho nên thành ra vật cho nó như nhau à. Bắt đầu. Ừ, ok. Rồi giờ muốn nào trước? Thôi bây giờ mình lấy mấy môn mình có tách trước đi. Đúng, luận lý chưa có, nhưng là luận lý để bữa sau. Thì không có thì thầy sẽ lấy cái file tâm lý ha. Rồi sách tâm lý thì chơi tâm lý. Nha, tâm lý là cái quyển này, quý vị mở tâm lý lên đi. Chừng đó nó có đó. Yo, làm tâm lý này tự được in màu nó đẹp quá. Những chữ in màu đỏ là không dành cho băng A, in màu đỏ là dành cho băng C, băng D. Không quá thì một chút. Hôm nay mình sẽ đi vào cái phần thứ nhất là tâm lý tổng quát, tâm lý học tổng quát. Thầy bỏ cái này. Upload. Là chiêu chiêu nữa hả? À, chiêu chiêu thì phải có đứa hỏi chứ, hỏi đi người chiêu. Không ai hỏi chưa là mình học. Tâm lý tổng quát. Chương một, đối tượng của tâm lý. Có vẻ viết bằng cây viết này cái cuộc đời trở nên sáng tỏ rõ ràng hơn đúng không? Đồ pixel nó bự. Hai cái đầu viết này nó khác nhau mà nghĩ cái viết này bé tí, cái viết này nó to thế này. Rồi, đối tượng của tâm lý học. Sự kiện tâm linh thuần tí nè và sự kiện tâm linh hỗn hợp là hai cái nội dung chính yếu trong cái chương này. Một chương thì quý vị thấy đã trên đó người ta ghi đó, tóm lược ở đầu chương những nội dung mà cần phải trình bày, cần phải học, cần được học, cần được dạy ở trong cái chương đó là cái gì ha. Ở đây nói về sự kiện tâm linh thuần tí, nó có bốn nội dung là nội giới tính, vô chất tính, hữu ngã tính, liên tục tính, bất định tính, mục đích tính, tính quá trời tính ha. Đó, bốn cái đặc tính đó. Rồi sự kiện tâm linh hỗn hợp thì người ta sẽ trình bày bốn yếu cái thứ cho mình, đấy là sự kiện tâm vật lý, tâm sinh vật, tâm sinh lý, tâm xã hội, tâm quá trời tâm, ở trên thì là tính quá trời tính, nguyên cái chương này là toàn là tâm tính không đó. Quý vị thấy trình bày đó có thể chống kháng việt đó, nghe nó rất là phê. Chờ thì một chút xíu.
Giống giống không? Chắc giống không? Bình thường. Đó đó, ACD. Lâu nãy giờ tâm tư. Đúng rồi, nãy giờ đó. Không biết tập. Chứ một nó lại như trễ, chứ một là... Nó không giống đâu. Chứ là đối tượng chiếc hào, chiếc hào, tập đi học sánh. Cái nào thì đang học cái phần ngon. Để như ABC của mẹ. Để ABC. Có này là CD đúng rồi. Cái này ACD. Cái này cũng ACD đúng không? Có phải là từ cái này là thứ 6 này chứ mấy này. Này là thứ 4. Là của mình bản sao. Chị có cứ nghĩ cho nó học học là mình tết quá thì mình gọi. Cho xin đi. Một mình may mắn thôi. Nhưng mà giống mà ta, một luật là giống. Người xanh nó cũng có đi. Tính. Đúng từ của tâm lý học. Đi học về tâm lý học. Cũng sẽ chẳng được những năng lực ra tâm lý học đến ACD. Để tên một chính sách. Không như là cũng có thân nhân với nó. Có em. Ờ, nó khác là nè, đây là cái bóng của mày để một chút chính xác. Sao vậy, nó khác của thầy rồi, của thầy là bản cổ hơn. Bản à. Đây là tái bản mà thứ 6. Khác của tầng là thứ 6 hả? Nên là để kiếm cái bản hồi đó text hóa đó. À, tại vì cái bản phía sau á, cái bản mà gọi là càng hiện đại đó, thì nó giống như giáo dục Việt Nam bây giờ đó, cắt bớt. Vậy nó không khó đó. À, những cái phiên bản mà càng trước á, càng cũ á thì nó lại càng càng nhiều. Để chụp đỡ đi ha. Ừ. Cái bộ trên đó là năm mấy? 566 được hả? Này 562. Vậy học trên nào chụp trên đó đi hả? Được. Thì chụp trước đi. Sau cái quá trình mà nó cắt giảm á, nó cắt giảm cái nội dung nó ngày càng mất đi, nó bị teo tóp lại. Sách càng cổ thì càng xịn. Ừ, sách này càng ngày càng xưa đó thì cái nội dung nó càng nhiều. Tại vì những cái lần đầu á, lúc nào người ta cũng chăm chút, người ta bỏ nhiều hết trơn á. Giống như mà quý vị học đó thì những cái nào mà ngày xưa đó, tôi cũng bỏ rất nhiều. Trong cái sau đó tôi thấy người ta không nổi, cái tôi phải cắt ra. Đó, kiểu giống vậy á, thì sách hồ thờ 75 cũng thế. Để nữa tân kiếm cái phiên bản này đi ha, năm mấy đây? 62 hay gì này? 62 ha. Không biết trên đó có không? Sáu sáu nhiều ha, thường là có một cái file vậy đó rồi xong thiên hạ bu vô vậy thôi. Để có gì á thế thì gửi cái này lại lên test hóa phiên bản 66 nè. Ừ, thôi để nữa thì thu xếp và thầy chọt lại cái này cho. Cái này có vẻ nó đầy đủ hơn ha. Anh chụp cái mục lục của cái quyển 66 nó lên thì coi anh. Nhắn coi nó thiếu nhiều không. Không, cái đó là cái chương trình, cái mục lục ấy. Cái tượng của tâm lý học.
một lực á. Ok, cảm ơn anh Tuyên. Tập qua. Người thứ hai. Nội quân, ngoại quân, định luật, cảm giác ngoại ngoại niệm tưởng tượng. Rồi, hai, cảm ơn anh Tuyết. Thức ngoại giới. Nó thiếu cũng hơi nhiều nhiều ha. Hai mươi ba chưa. Giới của tâm lý. À, để nhất ACD là sao hả? Là các bang A, bang C và bang D. Ở cái lớp để nhất. Để nhất là 12. 12. Nghe lại cái buổi tọa đàm của thầy về cái triết học ở miền Nam trước 75 đi. Nghe, ở trong đó thì có nói cụ thể để nhị là 11. Rồi để tam là lớp 10. Rồi nó giảm xuống vậy đó. Lớp lớn nhất rồi lớp đệ nhất. Nghe nào. Thì đó là bậc phổ thông. Sau này thì nó bỏ. Đúng rồi. Đệ nhất xong là tú tài. Thì một cái người mà họ hoàn thành chương trình 12 năm phổ thông, thi đậu tú tài bước ra ngoài là dân trí thức. Rất là bảnh tỏn. Học 12 cũng khó lắm. À, rất là xịn sò ha. Không, bây giờ 12 thì gớm mà. Hồi xưa ra 12 rất là xịn sò. Giờ 12 nó quánh lộn cái hàng gầm vậy đó. Học hành thì nó chả biết cái gì. Ra ngày càng nó dở xuống, nó tệ xuống. Hồi trước thì cái chương trình đào tạo người ta cũng hay ha. Chớp bớt qua quyển trường học tổng quát. Năm sáu sáu ngày ngày sớt qua bớt này hả? Cho nên mình học ở năm 62 đi ha. Năm 62 thì nó đủ. Tại vì có thật ra là ổng mới còn ba quyển nữa, ổng còn ba quyển nữa ha. Cái quyển thứ nhất của ổng đó là triết học tổng quát, cái quyển thứ hai á, là triết học đông phương, và cái quyển thứ ba là triết học hiện đại. À, Trần Nguyên mình còn ba quyển nữa mà nó nhiều quá nên thì đưa vô chương trình chỉ đưa bốn quyển này thôi. À, tuần quyển, nếu mà mốt mai kia mà người ta đổi một tháng mà tới 6 tuần thì mình sẽ học đủ luôn 6 quyển. Rồi. Chỗ Tài Lộc có gửi cái hình lên cho quý vị rồi đó, quý vị có thể hãy mở về ha, tải về để mà mình xem. À, cho nó dễ sống đôi với cái phần mà thầy đang dạy đây, cho nó tiện theo dõi. Rồi, trong cái tiết số 1. Sự kiện tâm linh thuần túy. Kiện tâm linh thuần túy. A nữa là nội giới tính và vô chất tính. Nội giới và vô chất. Ai mà có mắc hỏi gì thì cứ hỏi, cứ đâm ngang hỏi nha, đừng chờ nha. Đối với cái môn tâm lý học này thì hầu như đó, ngày trình bày cho chúng ta
các cái khái niệm, các ý niệm về tâm lý học đương đại mà nó đầy đủ nhất. Bởi vì đây là một cái dân của Tây học, cho nên thành ra tâm lý học là coi như cái chùm của người ta rồi. Người ta trình bày rất là xịn. Những cái gì được gọi là công nhận bởi cái học giả đương đại về tâm lý thì thâu tóm lại mà bỏ vô. Thành ra so với các cái sách vở cùng thời đó thì sách của Trần Văn Hiến Minh nó sâu và nó rộng hơn rất là nhiều. Thành ra đôi khi nó cũng hơi khó ha, nó cũng hơi khó một tẹo. Dĩ nhiên nếu như mà đầu mà nó sâu tới gốc tới rễ luôn, lịch sử từng cái thì không, nó chỉ là thâu tóm kiến thức lại, hệ thống lại cho mình thôi, chứ mình không có biết được nguồn gốc xuất thân của các cái kiến thức đó như bên lớp tâm lý học Thằng Lâm. Hai cái nó khác nhau như vậy. Nó giống bên y không hả? Không. Bên y là nó nghiên cứu về sinh à, còn bên này tâm lý thì nó nghiên cứu về tinh thần à, hai cái nó khác nhau. Tâm lý thì nó giống cái gì? Nó giống với triết, bởi vì nó là đứa con của triết, nó là cửa ngõ bước vào triết học. Thành ra nếu như quý vị nào mà muốn biết về triết nhưng mà mình học triết không nổi thì học tâm lý. Tại vì tâm lý nó là rất là nhẹ nhàng ha, nó đi vào đời sống tinh thần của con người, tìm hiểu những thứ liên đới trực tiếp đối với đời sống này, chứ không phải chỉ nói những cái thứ mà thuộc vào trừu tượng ở trên không trung. Không phải, tâm lý nó có những cái ví dụ như hành vi luận luôn nè, thì nó rất là dễ dàng ở trong đời sống của mình để mình ứng dụng vô, nhờ đó mà dễ hiểu dễ học. Ừ. Rồi, nội tính vô chất tính. Những hiện tượng vật lý là những hiện tượng thuộc ngoại giới, ngũ quan cảm thấy hay có thể cảm thấy được. Ví dụ, vũ trụ bao la bát ngát quanh mình tôi, hay những vật tôi thường dùng để làm việc, những tiếng kêu của chim chóc vân vân, đều thuộc vào ngoại giới. Có cả những vật phải dùng dụng cụ phòng thí nghiệm mới thấy được, như nguyên tử, như lượng tử, như điện tử, nhân dân. Tóm lại, những vật vô cùng lớn, vô cùng nhỏ chung quanh tôi là những sự kiện thuộc vào ngoại giới vật chất. Trái lại, sự kiện tâm lý có tính chất cách khác hẳn, tính cách nội giới và vô chất tính. Vậy thì cái mình phải ghi nhận đầu tiên đó là cái gì? Ngoại giới. Ngoại giới là gì? Ngoại giới là gì? Ngoại giới là toàn bộ. Ngoại giới là gì? Là toàn bộ gì? Hiện tượng vật lý. Ý tưởng của giác quan. Là những gì cảm nhận được. Rồi, môi trường sống. Rồi chết rồi. Vậy rồi sao có nồi vậy? Ta mới đọc qua xong rồi đó. Hiện tượng gì? Hiện tượng gì? Đó, nó thiếu một cái chữ. Hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật lý. Những hiện tượng vật lý. Dạ, người ta ghi luôn á là toàn bộ những hiện tượng vật lý. Đấy. Tại vì các cái nội dung của các bạn đó là có những cái nó không phải là hiện tượng vật lý. Thì coi chừng nó không phải đó. Ví dụ như đó là mình nói nó là những thứ mà mình có thể cảm nhận được, thì tình yêu mình có cảm nhận được không? Được mà. Tình yêu mình có thể cảm nhận được, nhưng nó đâu phải của vật lý đâu. Rồi môi trường sống gì blah blah blah. Như vậy thì tất cả những cái gì nó nằm ở trong cái không gian vật lý thì được xem như là ngoại giới. Được xem như là ngoại giới. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta quan niệm về một thế giới tinh thần ở bên trong con người mình. Ví dụ khi mà mình nói là cái trái tim của tôi thì nó là ngoại giới hay nó nội giới? Trái tim của tôi là nội giới hay ngoại giới? Trái tim em cũng biết đâu. Trái tim là nội giới hay ngoại giới?
Nó cũng là vật lý. Ở bên online có vẻ nhanh nhẹn ha. Ở bên này còn đắn đo. Ở bên bên đây đắn đo, đắn rồi đo hoài mà đo hoài không ra. Vậy thì trái tim nó có phải vật lý không? Vật lý thì nó thuộc ngoại giới. Hết toàn bộ ngoại giới hết luôn rồi đó. Đúng rồi đó. Trái tim là nó thuộc về ngoại giới nha. Bộ não nó cũng thuộc vào ngoại giới. Nhưng mà nói về cảm xúc, cảm xúc thì nó thuộc nội giới hay ngoại giới? Trời đó, cảm xúc thì nó thuộc vào còn nội giới, nó nằm bên trong. Như vậy thì cái ý niệm về bên trong và bên ngoài này không có phải là mình sờ mó đụng chạm theo kiểu đó để mình xác định được cái bên trong đó, rồi mình thò tay vô bên trong mình coi nó có không. Không phải. Nó rất là trừu tượng về nội giới và ngoại giới. Các nhiều các cái hiện tượng nào mà thuộc về vật lý, mà vật lý nghĩa là vật chất, thì nó là ngoại giới. Còn các cái hiện tượng nào thuộc về tinh thần, phi vật chất, vô chất, đó thì cái đó nó mới gọi là nội giới. Được chưa? Các bạn á, các bạn phải tưởng tượng là khi mà nghiên cứu về tinh thần thì người ta thấy có một cái thế giới tinh thần như vậy, người ta trừu tượng như thế. Rồi người ta viết nó ra đó, cái thế giới như thế nó nằm, mình không thể sờ mó đụng chạm đó, cái đó gọi là nội giới. Đối ngược với nó, với cái không gian bên ngoài mình có thể nhận thức được bằng giác quan thì cái đó nó gọi là ngoại giới. Còn cái sự dẫn truyền thần kinh đó, thì nó là nội, nó vật chất hay là nó không phải vật chất? Nên nó là vật chất. Cái gì nó là vật chất thuộc vào vật lý thì nó là ngoại giới. Vậy thì cái chỗ này là cái chỗ mà tâm lý nó không trả lời được nè, tức là mối tương quan giữa nội giới và ngoại giới. Thì cái này triết học Tây phương nó không trả lời được, tâm lý học không trả lời được. Nó tương quan với nhau như thế nào? Không biết ha. Có phải không thuộc nội giới cũng không thuộc ngoại giới không là cái gì? Nói cái thần kinh dẫn truyền đó. Hệ thống thần kinh chúng ta là chúng ta xoay được bằng kính hiển vi mà. Hệ thống thần kinh chúng ta xoay được bằng kính hiển vi thì nó là vật lý rồi. Mà vật lý thì nó là ngoại giới rồi, đâu phải là nội giới ha. Rap và Phật học nó gọi là sắc thần kinh đó, cái Pasada, Pasado đó. Nên nó là vật chất, nên nó phải tinh thần. Được chưa? Đây, mối tương quan giữa nội giới và ngoại giới. Thì như vậy, ở góc độ của sinh lý học thần kinh này, thì mình biết được rap con mắt chúng ta thấy được cảnh, thấy được những cái khung cảnh thế giới, thấy được bông hoa, cái nhà, dân là nhờ gì? Là nhờ gì? Nội và ngoại. Đó. Bây giờ mà đi vô một phân tích cụ thể vô một cái đây, mình sẽ thấy gặp vấn đề liền. Mình nhìn thấy bông hoa được là nhờ nội giới hay nhờ ngoại giới? Có bông, phải có bông hoa nè, ánh sáng nè, ngoại giới. Đó, thấy không? Thấy vấn đề không? Vấn đề nó bị lúng liền. Cái bông hoa đó là ngoại giới rồi, đúng chưa? Cái con mắt này là ngoại giới hay nội giới? Ngoại giới. Cũng ngoại giới. Nhưng mà cái sự thấy được cái bông hoa nó đẹp thì nó lại không phải là ngoại giới. Nó lại là thuộc vào nội giới. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà nó lắc léo mà làm cho triết học Tây phương và tâm lý học Tây phương cho tới đương đại thì người ta vẫn không có rạch ròi tụi nó ra được. Cái nào ngoại nào nội diễn ra sao không biết. Muốn giải quyết được cái vấn đề mới vừa đặt ra đó phải có nền tảng của nhận thức luận. Nền tảng của nhận thức luận nó giúp cho chúng ta thấu hiểu được cái quá trình nhận thức diễn ra như thế nào. Từ cái lúc thâu tóm bên ngoài cho đến bên trong dẫn đến sự biết sanh lên để biết được đối tượng. Thì cái quá trình như thế nó diễn ra đó gọi là quá trình nhận thức luận. Và tâm lý nó không giải đáp được cái gì đó. Như rõ ràng nếu như mình tách ra là có cái thế giới tinh thần riêng, nó là nội giới, bên kia là cái thế giới vật chất, vậy thì tương quan giữa hai cái này nó tương quan như thế nào?
thì tâm lý không trả lời được cho mình đầy đủ. Cái đó thì phải học cái khác để mình thấu hiểu. À, còn tâm lý học nó chỉ mơ hồ cấu thành cho chúng ta được cái thế giới bên ngoài và mơ hồ cấu thành cho chúng ta được cái thế giới bên trong. Cho đến đương đại thì nó vẫn như vậy. À, nó vẫn như vậy. Nó chưa có những cái gì mà gọi là đột biến hay là thay đổi gì quá mức. Mà kiểu họ chỉ tách được cái nội giới, cái ngoại giới á, mà không có biết được cái mối liên hệ á, đúng. Thì nó có bị giới hạn gì trong cái khả năng nhận thức thế giới của người Tây Phương không? Có chứ. Vậy phân tích cái đó kỹ hơn xíu. Tức là ở cái góc độ Tây Phương khi nhìn nhận thế giới, nó nhìn rất là trẻ con. Ừ. Nếu mà quý vị tìm hiểu về văn hóa Tây và văn hóa ta thì quý vị sẽ thấy ta đó thì khi vui á, thì lại muốn khóc, mà buồn tên lại cười. Khi vui muốn khóc, buồn tên lại cười. Có nghĩa là cái cách thể hiện tâm lý nó không có tuân theo một cái hệ thống luật lệ nữa. Nó vui á, nó cười. Nó buồn, nó cũng cười. Chứ không phải là nó chỉ là vui, nó cười. Thành ra không đoán được tâm lý. Á Đông nó phức tạp vậy lắm. Còn trong khi Tây Phương là không? Một là một, hai là hai. Vui là cười. Vui là cười à? Không. Buồn là khóc à? Đơn giản vậy thôi. Thì tại sao cái khuynh hướng tâm lý của Tây Phương nó đơn giản như thế? Nó không quá sâu sắc, lắc léo giống như của Đông Phương. Thì bởi vì cái cách nó tiếp cận thế giới chủ yếu bằng bằng gì? Giác quan. À, đúng rồi đó. Chủ yếu bằng giác quan. Tức là nó dùng giác quan để nó biết cái thế giới bên ngoài rất nhiều. Nó có xu hướng đi ra bên ngoài để thâu tóm ngoại giới, chứ không phải nó đi vào bên trong để nó thấu hiểu nội giới, không phải. Cho nên hầu như tất cả những cái ngành nào mà nó đi sâu vào bên trong để thấu hiểu bản nguyên của thế giới tinh thần thì nó gãy trên. Nếu như so sánh triết học của Đông và triết học của Tây, rõ ràng triết học của Đông xịn hơn rất nhiều, nó sâu hơn cực kỳ. Nếu so sánh về những cái khám phá về thế giới tinh thần của Tây và khám phá về thế giới tinh thần của Đông, thì của Đông nó cũng sâu và xịn hơn rất nhiều. Tây nó không có làm được cái chuyện đó. Nó chỉ sao? Nó chỉ dùng giác quan để làm gì? Để mô tả lại thế giới tinh thần. Thì làm sao không được? Giác quan là nó thô. Con mắt của chúng ta có ngưỡng thấy, có biết không? Lỗ tai chúng ta có ngưỡng nghe. Có những thứ nó vượt ngoài ngưỡng thấy ta, vượt ngoài ngưỡng nghe ta. Vậy ta có nghe mà thấy được không? Không nghe thấy được. Coi như không biết luôn. Không biết. Cho nên cái cách nhìn thế giới của người Tây Phương chủ yếu họ hướng ra bên ngoài, họ thâu tóm thế giới bên ngoài bằng giác quan. Đó là lý do sao họ thích đi chinh phục thiên nhiên. Họ sáng tạo ra khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật. Họ tạo ra các máy móc, trang thiết bị. Trong khi đó người Á Đông thì sao? Đi vào bên trong, thâu tóm về thế giới tinh thần, xây dựng cái sự quần tụ xã hội, ổn định đời sống nội tâm. Chứ họ không đi ra bên ngoài, hai cái khuynh hướng nó khác nhau. Mà nếu mà mình đi ra bên ngoài á, thì mình sẽ tạo ra được sản phẩm vật chất. Mà mình tạo ra được sản phẩm vật chất thì mình có gì? Có tiền. Mình giàu. À, mình giàu. Mẹ thiên hạ. Còn mình đi vô bên trong, mình có ra được cái cục tinh thần, cái vật chất nào không? Không có gì hết. Mình nghèo. Mình bán gì đó thầy? Bán khai. Đúng rồi. Mình nghèo, mình không có được cái phương tiện vật chất. Mà tới cái lúc mà mình thấy là tôi muốn mới có mấy cái vật chất đó hả? Thôi tôi chấp nhận, tôi dở lấy cái vui về, cái bỏ tôi luôn. Cái thế là những nền tảng vốn dĩ rất rất là sâu sắc quá đông bị xiết xó, không còn ai quan tâm, không còn ai nghiên cứu mở mang này nữa hết. Trong cái thời kỳ giao thoa Đông Tây như thế này thì đó là cơ hội của chúng ta. Cơ hội gì? Học cái nền tảng của Đông kết hợp với cái nền tảng của Tây Phương thì mình phát triển rất là dễ, được chưa? À, mình phải biết phối hợp cả hai. Rồi bây giờ mình có phương tiện vật chất rồi thì bây giờ mình hỏi làm sao để nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mình cho nó hướng thượng, cho nó tốt đẹp, tìm hiểu sâu xa. Bây giờ thế kỷ 21 rồi, cho nên thành ra cái việc mà chết đói như ngày xưa thì nó hiếm hoi lắm, nó hiếm hoi hi hữu lắm.
Bây giờ phần đông giờ nghèo lắm, mình cũng ăn mì thôi. Đúng không? Chứ hồi xưa xưa đâu có mì ăn đâu. Ăn củ đồn thôi. Đó nghĩa là gì? Nghĩa là cái đời sống vật chất của chúng ta nó cũng đã phần nào khấm khá rồi. Thì bây giờ đã đến lúc chúng ta chăm bón cho đời sống tinh thần. Cho đời sống tinh thần. Thì mới có trường lớp nè. Mới có trường lớp mọc lên, mới có phim đồ, phim Mai Trấn Thành rồi đó. Mới thu được tỷ 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 rồi đó. Là tại vì sao vậy? Là tại vì người ta có vật chất rồi. Người ta có nhu cầu gì? Tìm kiếm sự thỏa mãn tinh thần. Nhưng mà trong cái giai đoạn bán khai này đó, thì những cái sự thỏa mãn về tinh thần của người ta nó hời hợt lắm. Nó hời hợt lắm. Nó giống như một cái người mới vừa chết đói mà gặp được thức ăn vậy đó, cho cái gì cũng ăn hết trơn á. Ăn xả láng hết trơn à. Cho nên quý vị thấy sao? Phim Ấn Độ, phim Hàn Quốc, phim Thái Lan, phim Việt Nam, phim Trung Quốc gì ta nói thị trường phim Việt Nam nó như cái lẩu vậy đó. Nó lộn không phải nói là do đâu. Mình đâu có khả năng mình chọn lọc gì đâu. Do gì? Cái trình độ nó còn hạn chế. Cái trình độ nó còn hạn chế cho nên là ra gặp cái gì mình cũng đớp hết trơn. Ê, đó là cái mà thời kỳ chuyển tiếp từ cái sự nghèo nàn lạc hậu bước qua cái giai đoạn mà bắt đầu khá hơn xíu, thì nó phải chấp nhận có cái độ vênh như thế trong cái sự thụ hưởng và phát triển đời sống tinh thần. Cho Trung Quốc cổ đại có vẻ phát triển cả hai. Trung Quốc cổ đại phát triển cả hai hả? Đâu có phát triển cả hai đâu. Trung Quốc cổ đại á, nó quấn nhau, ta nói ta tranh bành tới bảy hết trơn, nói ăn gộm có ăn nữa, lò sớ là chết không ở chứ, nó quấn lộn nhau dữ lắm. Sau cái thời Trung Lưu Chiến Quốc rồi bắt đầu mới là yên án lại được thì nó lo làm cái gì? Ổn định sinh hoạt. Nó lo đẻ, tại sao vậy? Chết chiến tranh quá trời. Chiến tranh chết quá trời cho nên sau đó là nó lo đẻ, nó bù đắp lại. Ê, nó bù đắp lại cho nên thành ra cái hệ thống tư tưởng của Nho là gì? Con đàn cháu đông. Con đàn cháu đông phải đông. Kịp chỗ này không? Cái gì cứ ghi đi ha, ghi sơ sơ đi. Anh ghé anh bỏ vô trong nhà nhìn thấy em đem được về xong mình xuống. Sao thì nghe? Cái học viên tâm đó là học viên tâm. Cứu ông Italy đi. Ừ, Italy. Tại chỉ là cảm giác thôi. Ừ. Thì đúng rồi, tồn tại chỉ là cảm giác thôi. Thế mà ta cảm giác về sự tồn tại chứ ta đâu biết cái gì là tồn tại. Nếu ta không có cảm giác thì ta đâu có ý niệm nào về sự tồn tại. Tức là ông đang nhìn cái sự tồn tại thông qua giác. Giác quan. Chính như là tại vì họ không có nối kết được hai cái thứ đó, họ sẽ cố gắng đem nó về một thứ luôn. Đúng rồi. Cái gì học di tâm thì sẽ cho là tồn tại chỉ là ý thức thôi. Ừ. Thì tại vì ý thức nó mới biết được cái gì. Còn nếu không có ý thức mình đâu có biết được cái gì đâu. Thì nó nói đúng không? Đúng. Nhưng mà hỏi trúng toàn diện không thì không? Tức là nó tiếp cận được bộ phận. Tức là nó không trả lời được mối tương quan giữa nội giới và ngoại giới. Cho nên chỗ đó nó bị đứng hình, rớt vào trong trạng thái cực đoan, tách bạch ra duy vật, duy tâm gì từ lưa chứ, là kiểu đó. Phương Đông theo hướng khai thác nội giới, vì đó xuất hiện các cái tôn giáo. Không, mình phải quay trở lại nữa. Mỗi một cái tôn giáo như vậy á, nó xuất hiện á, là do những cái nguyên cớ nó khác nhau. Ví dụ cái hệ thống của Công giáo hay là Kitô giáo nó xuất hiện là do cái duyên cớ gì? Phải biết không? Cái hệ thống Kitô giáo là Công giáo nó xuất hiện là do duyên cớ gì? Đó là một cuộc đấu tranh. Đó là một cuộc đấu tranh để giải phóng cho người dân Do Thái. Người dân gọi là dân Chúa Hứa đó, khỏi cái tai gì, cái gì có biết cái đó không? Thì La Mã hả? Có gì sợ thứ ấy? Đồ. Dân Chúa Hứa. Giống như là thầy họ tưởng thôi, thấy dân tộc để chú chọn đó, đúng không? Chúa Hứa là
tìm thử đây. Mosia. Mosia là bên Do Thái giáo đó. Thì giáo gì là cái mình học chỉ cái con sông ra cho Do Thái gì gì đó. Nó bị chi lộn. Nó mà lộn lộn rồi. Nó chi lộn nhiều cái lắm. Thiền cứu nó có công giáo ra mẹ. Thì nó có Do Thái giáo rồi tự lành kia rất nhiều cái rồi tự chiến ra con trẻ xong nha cái gì ông vua này cứu con à à nó còn bận giá làm gì ủa gì vậy? Vậy Do Thái Việt Châu như ba. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Là khi mà ổng biết Việt Châu xong có liền bùa mở nước cho ổng đi xuống dưới ăn ở luôn. Sau khi mà ổng biết Việt Châu thả lòng lòng. An Dương Vương. Đúng rồi. Ủa, ủa tôi đang 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 cái tô mà ý là em đang nghĩ đến cái chuyện chung là cũng cũng là trẻ nước ra. Ừ, xỉu. Để cho mấy đứa không nói với dụ ông để tàn được tính không, nhưng mà đừng tôi đóng thôi. Chúng ta dừng lại chuyện nữa nào. Thành công chuyện nữa. Cũng có nước rồi. Thành công chuyện nữa. Thành công chuyện nữa. Chưa? Qua Mỹ Châu chậm thủy rồi thì trời ơi. Cái gì vậy? Bạn là Mỹ Châu chậm thủy hả? Thì đó, về tiệm đi thì nó là cái nguyên cớ của nó, mỗi một cái tôn giáo nó được thành hình nó là nhiều những lý do khác nhau, chứ không phải là bởi vì nó hướng vào nội giới hay gì cả, không phải. Hay như cái hệ thống tôn giáo của bên công giáo thì nó đâu dính dáng đâu. Ví dụ như ở Đông Phương thì những cái tôn giáo khác như Lão giáo chẳng hạn, hay là Đạo giáo sau này đó, thì nó đâu phải đi hướng vào chuyện nội giới gì đâu. Thời kỳ đầu của Đạo giáo là nó làm cái gì? Nó đâu phải tôn giáo. Thời kỳ đầu của Đạo giáo, tư tưởng của Lão Tử là Lão giáo đó, thì nói là nêu lên cái cách sống hòa hợp với thiên nhiên. Sau khi mà cái thời của Lão Tử qua rồi, mãi tới sau này khi mà người ta phục hồi lại thì người ta gán ghép cái hệ thống tư tưởng của văn hóa dân gian Trung Hoa vô. Cái và thế là nó ra cái mấy cái thứ mà gọi là Mao Sơn rồi đó, dậm chân bẹp 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 mà triệu hồi Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tao biết đó, đủ cương thi rồi đó. Đó toàn là bùa chú ma mị. Nó trở thành là đạo giáo thờ phượng cúng kiến thần linh này chi kia đó. Ừ, biết phải đó ha, gần nữa ha. Mấy cái mà bay bay dập chân lên tân kìa. Ừ, kiểu giả bùa rồi đó, dán chán rồi nữa. Thành ra là mỗi một cái tôn giáo nó xuất hiện là do những cái khác nhau, chứ không phải phát xuất từ cái chuyện nó quay vào bên trong gì cả. Nói tới cái gì vậy ta? Nói tới về mối tương quan đúng không? Tức là người ta vẫn không có hiểu được cái mối tương quan giữa nội và ngoại. Cho nên thành ra hoặc là người ta cực đoan theo hướng này, hoặc là người ta cực đoan theo hướng kia. Rồi từ đó mà bắt đầu nó sinh ra các cái học phái khác nhau. Rồi từ cái học phái khác nhau nó sinh ra các chủ nghĩa khác nhau. Có những học phái nó không hình thành chủ nghĩa, nhưng có những học phái nó hình thành chủ nghĩa. Vậy thì từ cái trường phái triết học nó qua tới chủ nghĩa thì nó khác nhau chỗ nào? Chủ nghĩa là cực đoan. Chủ nghĩa là cực đoan hả? Có nhớ vậy. Nó quá tinh, quá tôn sùng. Sao? Người nào khác hả? Cái ông chế gia là chiếc gia. Ừ, chiếc gia. Đi theo thì phải. Con chi. Thì trở thành chiếc tử. Một triết tử đi theo triết gia. Chủ nghĩa. Vậy thì khác nhau giữa trường phái và chủ nghĩa là gì?
Nghĩa là họ bác bỏ những cái khác. Dù giờ thì nói nha, chủ nghĩa khắc kỷ có nghe không? Có. Đó, có triết học khắc kỷ không? Có. Có nguyên một cái hệ thống trường phái khắc kỷ. Rồi mấy cái ông khắc kỷ đó, ông có sống với cái chủ nghĩa đó của ông không? Ông có sống với cái lý tưởng triết học của ông không? Có. Ông sống với cái lý tưởng triết học của ông, ông trở thành chủ nghĩa. Rồi đó là chủ nghĩa Marx. Chủ nghĩa Marx thì Marx có phải là triết gia không? Phải. Phải. Ông có mở ra cả một cái trường phái triết học. Ừ. Trường phái triết học nó là lý thuyết. Ừ. Nhưng mà khi biến nó vào trong đời sống, ráp nó vào trong thực tiễn thì nó trở thành chủ nghĩa. Nó trở thành chủ nghĩa. Có những cái thì nó không có đưa vào đời sống, nó chỉ thuần là các hệ thống lý thuyết thôi, thì nó không có trở thành chủ nghĩa được. Nó chỉ là trường phái. Được chưa? Đem ra ráp vào trong đời sống, biến cái tư tưởng trên giấy đó đó thành cái mà ở trong đời. À, và tập hợp những người đó như vậy đó, gộp lại với nhau để tạo thành cái chủ nghĩa. Chủ nghĩa Marxist Leninist là cũng như vậy. Chủ nghĩa là có ứng dụng vào đời sống, tức là đem nó ra thực tế, đem cái hệ thống lý thuyết mà người ta nói đó đó ra thực tế, biến nó trở thành hành động thực sự. Thì lúc đó cái đó nó trở thành chủ nghĩa. Còn bình thường nó chỉ là trường phái lý thuyết thôi. Chứng thì có những nhà thực chứng luận người ta lấy cái đúng, của ông đó, đúng, lấy ra ráp vô trong những cái ngành khoa học của họ luôn, trở thành một cái chủ nghĩa. Được chưa? Chủ nghĩa cộng sản thì sao vậy? Thì cũng vậy, tức là họ lấy tư tưởng của Marx. Nhưng mà Marx thì đâu phải là triết học cộng sản, mới có triết học cộng sản. Có mà, hệ thống triết học của ông là triết học cộng sản mà. Sang thế tư tưởng. Đó thì mình biết sơ lược qua ha, giữa trường phái nó khác với các cái khuynh hướng chủ nghĩa kiểu giống vậy. Vậy thì trở về về vấn đề nội giới ha, về vấn đề ngoại giới, thì khi mà mình tiếp cận ở góc độ của trước đây thì nó chỉ một mặt nào đó cho chúng ta tiếp cận được cái sự tồn tại của các hiện tượng xung quanh chúng ta, cả về vật chất lẫn về tinh thần. Còn mà nếu mà đi sâu hơn thì cái hệ thống tư tưởng của trước đây nó không có thể đảm đương được cái vai trò là làm cho chúng ta thấu triệt được giữa cái ngoại giới và cái nội giới nó tương quan với nhau như thế thế nào. Tóm lại là nó như vậy. Được nha. Ok. Rồi, vậy thì mình đi tiếp về cái thứ tiếp theo. Ô, cái này chỉ là mới cái đoạn dạo đầu thôi. Nó bắt đầu vô cái số 1 La Mã nè. Cái gì ghi kịp đúng không? Cái gì ghi được đúng không? Giờ còn mới quá cho nên tôi chưa có đi vô tôi lý giải về mối tương quan nội giới và ngoại giới. Ở những cái bài tao đi khi có kiến thức nhiều hơn thì tôi sẽ đi vô tôi lý giải cái tương quan đó cho quý vị sau ha. Thì cái đó thì nó đòi hỏi kiến thức nó hơi nhiều tí. Nhỏ. Nội tại trong ý thức. Nội tại trong ý thức. Danh từ trong ở đây không nên tưởng tượng như một danh từ chỉ nơi, tức là nơi chốn có không gian tính, tức là xác định về cái vị trí. Nó có nghĩa thế này: những gì thuộc tâm linh đều xảy ra nơi một chủ thể tinh thần. Những gì thuộc tâm linh đều xảy ra nơi một chủ thể tinh thần vô hình, vô tượng, vô sắc, vô thanh, vô xứ. Xứ chẳng phải xú nha. Chữ đó là chữ xứ đó. Rồi, cái chỗ này mình nhấn mạnh là cái chữ gọi là tâm linh. Cái chữ này bây giờ bị hiểu sai rất là nhiều. Và hầu như là ai cũng sai.
hàng hà sa số từ phương tiện truyền thông đại chúng cho đến bộ phận nhân dân lao động đều hiểu cái chữ tâm linh đó là cái gì, là các thứ ma mị huyễn hoặc không có thật, vân vân. Thì tất cả những cái quan niệm về cái chữ đó không đúng, được chưa? Tâm linh là gì? Là sự linh ứng từ thế giới bên trong ra bên ngoài, hay nói cách khác đó là gì? Là sự mối liên quan tương quan biến đổi từ ở trong tinh thần ra bên ngoài hành động. Tất cả những cái ý niệm tinh thần mà nó được liên kết đối với hành động thì tất cả cái đó đều là tâm linh hết. Hay nói một cách nó ngắn gọn và đơn giản là cái gì mà nó khởi lên trong lòng chúng ta thì cái đó là tâm linh hết. Tất cả những cái gì nó khởi lên trong nội giới thì đều là tâm linh hết, chứ không phải là cái hiện tượng mà biến hóa treo treo rồi đi chỗ này chỗ kia rồi cúng sao giải hạn rồi thì vân vân thì cái đó không phải nha. Cái đó tất cả những cái hiện tượng đó là những hiện tượng có thể là vật lý, có thể là phi vật lý, chứ không phải là hiện tượng tâm linh. Tất cả chúng ta đều có hiện tượng tâm linh hết. Ví dụ như mình yêu một ai đó là chúng ta có hiện tượng tâm linh rồi đó. Chúng ta ghét một ai đó là chúng ta có hiện tượng tâm linh rồi đó. Chúng ta buồn quá là có hiện tượng tâm linh. Chúng ta vui quá là có hiện tượng tâm linh. Tất cả các hiện tượng tâm linh nó diễn ra trong thế giới tinh thần của mình. Chứ không phải nói là tâm linh theo cái kiểu bây giờ mình hiểu nha. Cái tâm linh động hả? Thôi hiểu gì thì cũng được. Hay sao này? Hiện tượng tâm linh cho ngầu. Không biết là cái gì nữa là cho nó một cái tên nghĩ cái kiểu chẳng biết. Đặc đại vậy đó. Cái sự dũng vật ấy. Sau năm 75 thì cái hệ thống thuật ngữ được sử dụng đó nó bị tùy tiện. Nó bị tùy tiện có nghĩa là gì? Có nghĩa là ai muốn dùng sao dùng à. Vì sao như vậy? Vì không có hiểu. Mình cảm thấy vậy đó rồi cái mình dùng thôi. Những cái chữ mà hồi xưa nó rất là bình thường, nó phổ thông thì bây giờ đó là nó trở thành gì đó rất là lạ lẫm xa xôi. Ví dụ như cái từ nham nhở. Cái từ nham nhở bây giờ được dùng nó biến nghĩa hoàn toàn so với cái từ nham nhở trước đây. Thường cách nham gì đó. Đúng không? Giờ xưa mình xưa đó cái từ nham nhở có nghĩa là gì? Nó là lốm đốp. Ví dụ như bức tường bị nham nhở, tức là bức tường sơn mà nó không có hoàn thành đó, nó bị lốm đốm chỗ này chỗ kia. Nhưng mà bây giờ cái từ nham nhở nó được dùng đó, nó mô tả một cái trạng thái tinh thần, chứ không phải là mô tả một trạng thái hình ảnh giống như ngày xưa nữa. Cho cái cách dùng chữ đó bây giờ nó khác rất là nhiều. Thành ra mình đọc sách xưa lại đó thì mình thấy ngày xưa người ta dùng cái chữ đó nó chắc lắm. Chữ nào là nó trúng bập chữ nấy hết à. Còn giờ thì nó khá là nhẹ dễ dàng hay là tùy tiện. Miếng sao mà nó mô tả được cái ý niệm của cái người nói thì người ta hay nghe ta hiểu là được, ở trong cực chuẩn gì chơi khác. Khi nào mình biết nó sao á là cái nó biến tướng có chứ. Sau này không đọc hiểu. Có, bây giờ cũng vậy mà. Ngay cả bây giờ là nó đã khác rồi. Ví dụ như đó, cái chữ như là khốn nạn. Cái từ khốn nạn nghe quen không? Bây giờ nó đã trở thành cái từ gì? Cái từ chửi. Bây giờ nó trở thành cái từ chửi, trong khi đó cái từ khốn nạn đâu phải cái nghĩa của nó là cái từ chửi đâu. Là những người khốn khó, gặp những cái gian truân bất hạnh, sầu thương khốn khổ. Cái bây giờ nó trở thành cái từ chửi rồi, thành cái từ khốn nạn. khốn khó hoạn nạn đó, giờ thành khốn nạn rồi, thành từ chửi. Trời ơi, khổ vậy đó. Cho nên là cái cách dùng á, bây giờ mà con đọc đó là, với ngày xưa đọc đó là mình đọc dùng, ủa sao kỳ vậy ta, sao cái chỗ này dùng từ khốn nạn ta. Tại cái bắt đầu mình mới lục đục đó, cái mình đi tra từ điển lại. Tra từ điển đó mình đã hóa ra, trời đất ơi. Hồi xưa người ta dùng đúng rồi, thì bây giờ sao mà tự nhiên nó lòi ra cái nghĩa vậy? Nó lòi ra cái nghĩa này nó kỳ cục vậy. Thì bình thường nha, mà đọc từ từ rồi cái mình biết à. Vai trò của cái sách chuẩn. Không chuẩn được. Đó là bắt đầu nói tới vai trò của ngôn ngữ học. Ngôn ngữ học nó có tính biến chuyển, nó lệ thuộc vào trong cái cộng đồng sử dụng ngôn ngữ học đó, cái cộng đồng sử dụng ngôn ngữ đó mà nó hình thành nên cái ngôn ngữ học.
ngôn ngữ học nó có tính biến chuyển như vậy chứ nó không có tính cố định. Thành ra cái cộng đồng sử dụng cái ngôn ngữ đó họ xịn thì cái ngôn ngữ đó nó xịn. Còn nếu như cái cộng đồng sử dụng cái ngôn ngữ đó mà cái cộng đồng nó dở thì cái ngôn ngữ đó nó dở. Đơn cử như tiếng Việt, ví dụ như có lần tôi phân tích cho quý vị nghe đó, tiếng Việt là cái ngôn ngữ mà giàu từ đơn và nó thuận lợi vô cùng trong việc chuyển tải các ý niệm và tinh thần triết học. Đáng lẽ ra dân tộc chúng ta phải phát triển triết học rất là mạnh nó mới đúng với cái khả năng ngôn ngữ mà chúng ta có. Nhưng nhìn lại thì sao? Thì không có, chúng ta không có làm được chuyện đó. Nếu như quay lại 25 năm giai đoạn từ năm 50 tới năm 75 thì rõ ràng với 25 năm đó ở trong cái nền học thuật của Nam Việt ngày xưa chúng ta thấy rất là khởi sắc, chỉ với 25 năm thôi. Điều đó tôi chứng minh cho quý vị cái gì? Cái trình độ của một cái dân tộc nó quyết định cái ngôn ngữ của dân tộc đó nó xịn lên hay là nó bị tàn hoại đi. Được không? Nó quan trọng vậy đó. Thành ra mình cố gắng mình gìn giữ những cái gì mà nó là tinh hoa, nó là hay ho thì mình cố gắng mình giữ nhiều nhất có thể, chứ nó cũng phải biến chuyển thôi. Đấy, ví dụ như bây giờ tiên cốt nó phát triển rần rần đấy, người ta đâu có còn chuộng những cái chữ hay là cái cách viết mà nó rất là cổ xưa, nó đúng đắn, đâu có đâu. Bây giờ nó sao nhanh gọn mau lẹ, nó chuyển tải được cái ý niệm của nó và bên kia hiểu được ý niệm của nó là được, chứ nó không cần so sánh với một cái gọi là cái chuẩn chung giống như cách mà hơn đặt vấn đề. Cái tên kiểu tạo cái không gian cho nó vui vẻ với mình nhá, kiểu gì đó thì có phải là mình đang tiếp tay cho cái sự nó đâu dính dáng gì đâu, tại vì mình nó lại tùy thuộc vào cái gì, nó tùy thuộc vào trong cái phong cách ngôn ngữ giao tiếp. Bây giờ cái phong cách ngôn ngữ học thuật, ví dụ như con viết cái bài nghiên cứu khoa học ở trường con nộp cho thầy cô mà con viết kiểu giống vậy là vui luôn. Khi nào mà nó đi vô trong cái hệ thống chính thống như thế đó thì bắt đầu đó là nó bị phân hoại. Sở dĩ mà bây giờ các cái ngôn ngữ mà nó bị biến đổi như vậy là vì cái hệ thống chính thống nó chấp nhận, chứ không phải là mình đổ thừa cho cái nhóm bình dân sử dụng ở trong giao tiếp đời sống hàng ngày. Không phải, nó là nằm ở trên những cái phương tiện truyền thông chính thống chứ không phải là phi chính thống. Và khi mà các phương tiện chính thống mà người ta đã chấp nhận thì nó dẫn đến cái gì? Cái từ đó được phổ biến không? Phổ cập, phổ thông, rộng ra. Như vậy thì ở cái góc độ của tầng lớp chính thống, những cái người mà gọi là có học đó, mà họ học có chút xíu họ học có nửa mùa chưa hết mùa nữa, thì lúc bây giờ là dĩ nhiên là họ sẽ dùng sai rồi. Giờ các đã bắt đầu biết họ ngụy biện gì không? Biết họ ngụy biện gì không? Tôi dân toán mà tôi nói dân văn đâu. Quen à? Quen à? Tôi đâu phải là người chuyên văn đâu. Đó. Không thể nói như vậy được. Không, nó là những cái mà nó gọi là cơ bản mà phải biết. Nhưng mà đáng thương ở chỗ là những cái cơ bản như vậy thì chúng ta lại không có được dạy. Những cái cơ bản nó nằm ở giai đoạn nào? Giai đoạn trung học phổ thông, tức là từ lớp 12 đổ xuống hay là đệ nhất đổ xuống đó. Giai đoạn đó là các bạn phải được đào luyện đầy đủ và đúng đắn, không được thừa, không được thiếu, không được sai. Nhưng mà bây giờ các bạn đâu được làm gì đâu. Thành thử ra các bạn có vốn gì đâu, thiếu vốn hết trơn luôn. Thiếu vốn thì sau này chỉ làm gì, làm đại thôi. Giống như tôi nói, cái môn cơ bản là môn luận lý, bất kỳ khoa học nào cũng cần nó hết, thể làm khoa học là cần. Vậy mà các ngành dạy ở bậc đại học có ngành lại không có dạy về luận lý, về logic. Vậy mà người ta cũng làm luận ào ào, thạc sĩ, tiến sĩ luôn. Nó rõ ràng là có những cái sự mà nó rất rất là phi lý. Ô lý. Nó rất là kỳ như thế. Nhưng mà nó vẫn đang diễn ra. Nó vẫn đang diễn ra tới năm nay, năm 2024, nhiều ngành vẫn còn như vậy. Chứ không phải là cái này là tôi nói biết bao nhiêu năm rồi đó. Nó xuyên suốt qua rất nhiều năm rồi đó. Tới năm nay thì rất nhiều ngành vẫn còn y hệt như vậy. Cho nên thật ra quý vị muốn xịn thì phải tự bổ túc cho bản thân mình thôi.
chứ không thể chờ được, không thể chờ hệ thống nó làm cho mình xịn lên được, cái đó lâu lắm. Mình phải xịn lên rồi sau này mình làm cho con cái mình nó xịn lên, rồi con cái mình nó vô hệ thống nó mới làm cho con cái chắc chắc của nó sau này xịn lên. Đấy, mình phải từ từ như vậy. Này, được không? Chỗ này được ha. Tới nội tại trong ý thức nha. Đó. Đó là cái chữ tâm linh. Đó, xảy ra nơi một chủ thể tinh thần vô hình vô tướng, tượng tướng đó, vô sắc vô thanh vô xứ. Vô sắc vô thanh vô xứ, dùng Hán Việt hơi nhiều nhưng mà hiểu đúng không? Em hiểu. Sắc là gì? Là hình tán, hình ảnh. Thanh là âm thanh. Âm thanh á, hình ảnh là vị trí nơi chốn á. Dạ, dùng cái kiểu này á, cái văn của nó trở nên hay hơn. Mình thấy một cái hệ thống series đó không? Vô hình, vô tướng, vô sắc, vô thanh, vô xứ. Nó diễn đạt rất ngắn nhưng mà rất xúc tích. Còn nếu như mình diễn đạt ra đó là không có hình ảnh, không có, nó nghe chỗ nó dài mà nó dở nữa, nó dài mà nó dở nữa. Nên thành ra cái cách sử dụng cái từ Hán Việt như thế này nó hay ha. Đau khổ của tôi chỉ có khi nào tôi cảm thấy nó ngay ở trong tôi, và chỉ có tôi cảm thấy nó được. Này giải thích cái chữ này là nó lôi nhiều thứ lắm à. Mình nên thôi để đây đi. Dĩ nhiên đôi khi bạn tôi, được tin tôi bị rủi. Thế rồi anh ấy kết luận là tôi đau khổ, tôi bị buồn. Rủi đây là bị xui rủi, bị xúi quẩy. Nhưng cái biết đó là một sự biết gián tiếp. Nội tại trong ý thức, những sự kiện tâm linh chỉ được trực tiếp nhận ra bằng ý thức. Sự kiện tâm linh thì được biết trực tiếp bởi ý thức, cũng như những sự kiện vật lý được biết trực tiếp bằng ngũ quan. Tôi nhìn thấy người ta cắt tay tôi, nhìn thấy bằng mắt, nhưng sự đau khổ do đó mà có phải được biết bằng chính ý thức của tôi, chứ bác sĩ không cảm thấy được cái điều đó. Rồi cái chỗ này nó bắt đầu tới đường đại, cái nó gặp cái trở ngại nè. Tôi nhìn thấy người ta cắt tay tôi, đáng lẽ tôi phải biết đau nhưng tôi lại không biết đau, bởi vì người ta đã gây tê tôi rồi. Vậy thì nhìn thấy bằng mắt liệu có đáng tin không? Đáng tin do đâu? Những thông tin của giác quan nào thì giác quan đó biết, không thể dùng giác quan khác để đoán biết các thông tin của giác quan kia. Ví dụ mắt nhìn thấy cái tay bị cái kim đâm, mắt nó nói dù sẽ phải đau thôi, tại kim đâm vô người thì phải đau. Đó là dự đoán. Và dự đoán, cái dự đoán đó nó lấy thông tin từ đâu? Từ mắt, không phải lấy thông tin từ thần. Thành ra cái thông tin đó có thể bị sai lệch. Cái thông tin đó có thể bị sai lệch. Tức là mắt nó chỉ dự đoán theo các dữ liệu mà nó đã có trước đó, các dữ liệu mà nó đã thu thập được, là hễ rằng cái kim mà nó đâm vô người như vậy là phải đau. Cho nên bây giờ tôi thấy cái kim đâm vô người thì nó phải đau. Tức là một cái suy lý của ý thức thôi, chứ không phải là một sự liệu thật. Như vậy thì ý thức nó phải sử dụng cái chất liệu từ cái cơ thể này để biết, chứ không phải từ con mắt để biết. Đây, cái chỗ này là cái chỗ chết của mình. Thường thường mình sao? Mình sẽ sai. Mình sử dụng á, sai không à. Mình sử dụng sai không à. Mình thấy bằng con mắt cái mình đoán luôn à. Mình thấy một cái người ta ăn trái ớt, nói trời ơi cay quá, trong khi nó ăn trái ớt ngọt. Trong khi nó ăn trái ớt ngọt, ngọt không chết nó cay nào đâu. Còn mình thấy nó ăn trái ớt mà nó trước còn to nữa ha, mình khó nữa ha, mình nói trời ơi, nó cay lắm rồi. Rồi mình thấy một đứa mình ăn trái me, cái mình nói trời ơi chua quá, chua chua nè, ăn me thái ngọt không chết luôn, chua đâu. Cho nên các dữ liệu giác quan thì phải cẩn thận. Mình không có dùng giác quan này cho giác quan khác, không thể thấy được. Mà thậm chí đến cùng một giác quan đúng đối tượng và giác quan luôn mà vẫn còn bị sai.
vẫn còn bị sai do cái gì? Do rất nhiều yếu tố dẫn đến sai. Hai người cùng nhìn một cái bông hoa, nhưng có người nói nó màu xanh, có người nói nó màu tím. Cùng là đối tượng, cái đối tượng nó không có biết đảo gì hết, một cái bông hoa trước mặt thôi, nhưng hai con mắt nhìn á, một cái con mắt nói nó màu xanh, một con mắt nói màu tím. Một thời rất nổi tiếng cái váy, đúng không? Cái váy màu xanh này, cái váy màu tím, do đó thì như vậy đó. Rồi mình kết luận sao? Vì cái đó nó do sai biệt gì, do cái vấn đề gì mà nó gây ra cái hiện tượng đó? Thế như điểm về màu của mỗi người khác nhau. Không, mà thiệt sự người ta thấy vậy. Ủa, thằng thấy hai màu luôn. Thấy màu. Đó, rồi quý vị nhìn thấy màu gì? Thằng hay hay cái gì? Mấy cái này là thằng hay đó. Có quý vị thấy màu xanh, có một cái màu vàng, có nhớ màu xanh đen rồi đủ hết trơn vậy, sao nhiều dữ vậy? Ủa, nó là màu. Vậy thì sao? Vàng xanh. Tại sao vậy? Tại sao mà nó dẫn đến sai biệt như vậy? Sao cái này tại tính học có nói nè, bây giờ đụng vô cái này là lại phải nói tới nó rồi. Để sao màu xanh đen được? Để mình thấy được cái đối tượng đen được. Cái này nè, đó là tâm lý không, nó không có không giải thích được nè. Để mình thấy được cái đối tượng nó cần cái gì, nó cần phải có cái đối tượng, đúng không? Bây giờ cái đối tượng là giống nhau rồi đó, như là bắt buộc nó vẫn nên dẫn đến cái sai khác khác nè. Vậy thì tới cái gì nè, cần cái gì nữa để thấy được cái đối tượng này? Các bạn cuối cùng đã từng biết rồi, cần có cái thần kinh mắt. Nó cần có thần kinh mắt, thần nữa ống phán, ánh sáng, gì nữa, ý muốn thấy, muốn nhìn thấy, gì nữa, ủa muốn cảm, thấy nè ha, cái muốn thấy thì thật ra nó là cái gì vậy? Trực tâm. Rồi bây giờ đối tượng là giống nhau nè, đối tượng giống nhau chưa? Giống, cùng giống thịt nhau đó. Vậy thì bây bắt đầu tới lần này, ánh sáng hai đứa ở chung điều kiện ánh sáng như nhau luôn, đây nó cũng bị khác nha, hai đứa đều muốn thấy hết luôn, nhưng mà kết quả đưa đến khác nhau. Đây chỗ thần kinh mắt có vấn đề, không phải nói mấy đứa nhìn thấy là nó có vấn đề. Vậy thì á, mình phải hiểu về cấu trúc sinh lý học thần kinh của mắt để mà mình thấy được nó cần cái gì. Cần sự hoạt động của các tế bào hình que, hình nón ở trong mắt á, trong võng mạc của mình. Mà cái lượng tế bào kinh đó giống nhau mỗi người không? Được. Là khác nhau. Cái lượng tế bào thần kinh ở mỗi người là khác nhau. Ví dụ như á, có đứa được 300, có đứa 700, có đứa 1000. Khác nhau chứ? Đứa 30. Ừ, có đứa 30 nữa, trời ơi, mà thấy được gì hả? Rồi đó, que nó khác mà nón nó khác nữa. Que mà nó khác mà nón nó khác nữa. Vậy thì có đứa 300 que một nón nè, nhưng có đứa 300 nón một que, có đứa 200 que chầm nón, nó khác nhau nữa. Cho nên thành ra các cái lượng tế bào thần kinh và chất của tế bào thần kinh nó khác khác biệt, nó dẫn đến cái thấy bị sai biệt. Nó dẫn đến cái thấy bị sai biệt. Vậy thì rõ ràng nếu như cái này mình không có dựa vào sinh lý thần kinh để mình xem xét, mình nghiên cứu, mình chỉ dựa vào tâm lý và triết học thôi là mình bị lù. Rõ ràng ngoại giới như nhau, rõ ràng tất cả điều kiện như nhau hết, nhưng mà tại sao nội giới nó ra hai sản phẩm khác nhau, đưa đến nhận thức bị sai biệt? Thì đó rồi mình mới thấy là vai trò của cơ quan cảm giác nó rất quan trọng. Cơ quan cảm giác mà nó nhanh nhạy thì nó dễ dàng, mà cơ quan cảm giác mà nó không nhanh nhạy thì sao? Sai biệt. Nhìn thấy đâu nó bị sai biệt liền. Được chưa? Có dùng công nghệ. Dạ, cái màu gì? Lấy mã màu hả? Được, lấy mã màu thì cái này là máy nhận ra. Nhưng mà khi mà qua cái camera là nó đã biến đổi nó rồi, chứ nó không thể nào mà nó giống như là cái hình gốc được. Thì nó biến đổi một lần.
khi lên thành nó sẽ màu nó đậm hơn hoặc là nó sẽ nhạt hơn, cái do độ phân giải nữa đó. Rất nhiều yếu tố đó, nói chung là các cái thứ nào từ vật chất mà vô cho tới cái hiện tượng tinh thần thì nó bị rất nhiều các yếu tố nó chi phối chứ không phải là một yếu tố ha. Được chưa được chỗ này không? Cái tâm đó, cũng thấy là cái tâm đó cũng vô đây nữa là nó rất nhiều. Khi mà nói các yếu tố của thấy ở năm trong cơ nó có cái yếu tố gọi là bốn thấy thì thật ra bản chất nó là cái tâm hay gọi là cái sự biết. Ừ. Không có học sự ngôn ngữ thiệt chứ đó. Cái sự biết rất là quan trọng. Cái sự biết nó giúp cho chúng ta biết được cái đối tượng đó, và cái này nó dẫn đến 1001 học thuyết, 1001 học thuyết luôn. nhiều lắm. Mà như vậy cái bắt đầu quý vị sẽ hỏi là tại sao thầy học thuyết này mà không phải thầy học thuyết kia, nó mệt người vậy đó, là phải trình bày lại cái câu lại ban đầu là gì, chọn cái hai tư tưởng nào là xịn nhất đó, rồi phải quay trở về lại cái câu mà đã từng giải đáp, tức là thôi tôi qua cái câu đó đi ha, rồi xong rồi tôi nói tới cái chỗ này. Thì cái sự nhận thức hay là cái sự biết bằng mắt nó khác hoàn toàn cho cái sự biết bằng các cái điều kiện khác. Cái này trong cái hệ thống tâm lý học thì có cái tư tưởng của ông William James. Ông đó là ông có nêu lên, nhưng mà rồi thì lại không có được phát triển gì thêm nữa hết, là bị đứng hình lại luôn. Rồi giờ nó khó quá, ông này nghiên cứu tiếp theo nữa, cái thành ra cái dòng ý thức từ đó mất tinh mất tích không còn nữa. Nhưng mà cái đó rất là hay, cái đó nó gần gũi, và trong hệ thống Phật học trình bày rất sâu về cái này. Hiểu biết bằng mắt, không có vui, không có buồn, không có đẹp, không có xấu, chỉ đơn thuần là cái thông tin vậy thôi. Mà cái trạng thái mà đẹp hay xấu, vui hay buồn là thằng khác biết, chứ không phải của mặt biết. Không, cái hệ thống quan điểm của siêu hình học của James nữa khác. Ông chế một nùi khứ liên quan tới tinh thần đó, cái ông thêm thuật ngữ, thêm thuật ngữ, ông nghĩ là nó sẽ phải có cái này, ông nghĩ là phải có cái kia, họ gan một bài nó có nùi ấy. Này chỗ của Mỹ Phương có một cái bài nghiên cứu, một cái bài dịch cái tác phẩm của ông. Ông biết xong chưa? Chắc chưa xong quá. Cái này nó làm lụng bên bên nghiên cứu của nó đắm đuối, nó chưa dịch xong. Tên khỏi như thế. Gì? Tên khỏi có 30 que, muốn lên 300 thì có cách nào không? Không. Có 30 que hả mà muốn lên 300? Chắc này phải đi tục sinh. Đi quá kiếp rồi chứ. Thì mình dùng cái phương tiện khác. Ha, mình dùng cái phương tiện khác, ví dụ như mắt mình nó không xịn thì mình dùng phương tiện khác. Dùng dầu cá được không? Dùng dầu cá thì nó bảo quản cho 30 cái đó, nó không bị hư hoại nhanh. Đâu có tan quen được. Nó đâu có sản sinh ra được đâu con, cái đó trong giai đoạn tục sanh mà. Biết quen. Quyết giờ có chưa? Nó khó biến đổi, nhưng mà thường lớn của nó là biến đổi, nó tiêu hoại chứ không phải là biến đổi thành hình. Các hệ thống thần kinh là nó có tính định hình được khi mà mình đã sinh ra đó. Nó đã bị vậy rồi. Thì càng mình thay đổi được đó là cái gì? Là cái mút này nè. Mới dạy xong. Đấy, cái này. Chứ mình không nhất thiết là mình phải dựa vào trong cái hệ thống thần kinh nữa. Hiểu không? Tức là thay vì ngày xưa đó mình chỉ dựa vào con mắt để mình kiểm soát thôi, thì bây giờ mình phải dựa vào ngũ quan, thậm chí dựa vào luôn cả lục quan, chứ không phải là chỉ ngũ quan thôi. Thì lúc bây giờ mình kiểm tra một cái thông tin nào đó, nó có tính tối ưu cao hơn, cái khả năng sai của nó ít hơn. Mình thấy con mắt mình không có chắc ăn là nó có thể nhìn thấy chính xác, thì mình phải kiểm tra lại bằng giác quan khác. Rồi sau khi mình đã kiểm tra bằng giác quan khác mà mình cũng sợ là nếu mà con mắt mình nó đã dởm thì chắc gì các giác quan khác không dởm. Đúng không? Thì bây giờ mình làm gì giờ? Kiếm cái người xịn mình hỏi. Đúng không? Rồi mình kiếm cái người xịn mình hỏi. Cái mình
ê này người kia hãy cho tôi biết đó là gì vậy. Các bạn nói cho mình nghe rồi nói, ồ thế à, mình dùng ý thức à, mình dùng ý thức chứ mình không dùng nhận thức nữa. Thế nó cũng là một cách chứ tại sao mình luôn là nghĩ là nó là cùng đường, nó là bí bách đúng không? Lúc nào cũng có con đường đi hết. Không đi đường đường thẳng được thì mình đi đường vòng đường tắt, không đi đường vòng đường tắt đi đường chim bay. Không. Cũng tôi luôn. Nghe khổ sầu. Ý thức thì nó có ba phương diện, nó theo cái tâm tánh của mình ha. Nhóm thứ nhất nhóm trí, nhóm thứ hai là nhóm tính và nhóm thứ ba là nhóm tấn. Thì nếu như mà mình tấn thì mình kéo kéo lên xíu cái nhóm của tiến, tức là mình dựa vào trong cái niềm tin. À, nếu như mình không được xịn nhất là cái nhóm đi bằng đường trí thì cũng phải là đi bằng đường tiến. Bị lì. Đúng rồi, còn cái ý mà nó bị lì nữa là thôi dẹp. À, vừa lì mà vừa cố chấp nữa ha, là thôi rồi, chỉ có đường liên tục sinh thôi. Được chỗ này không? Quý vị hiểu chỗ này đúng không? Đau khổ của tôi chỉ có là dĩ nhiên là nội tại trong ý thức, những sự kiện tâm linh chỉ được trực tiếp ý thức. Các tài tôi rồi. Trong cái phần nội tại trong ý thức này còn có cái gì á mà không hiểu nữa không thì có thể hỏi lại. Nên mình xem lại nguyên cái phần nội tại trong ý thức á. Đó, cái phần mà gạch đích á là phần quan trọng đó. À, cái phần gạch đích này là của cái đồng bào sử dụng hồi trước đó. Cái đồng bào này sử dụng năm 63. Đồng bào này mua sách này ngày 7 tháng 7 năm 63. Đồng bào này gạch nát hết trơn trong đây nè. Đồng bào này 63 tới giờ không biết còn trên thế gian không nữa. Gần mấy chục. Ừ, chắc cũng còn ha. Coi như thọ mạng về lâu đi. Đây, cái đồng bào này có gạch đích cho chúng ta sẵn luôn nè. Đúng rồi. À, nội tại trong ý thức đó, cái phần gạch đích đó quan trọng đó mình nhớ ghi nha. Cái đó là cố gắng mình thuộc luôn đi. Nội trong ý thức đó, những sự kiện tâm linh chỉ được trực tiếp nhận ra bằng ý thức, cũng như sự kiện vật lý được trực tiếp bằng ngũ quan. Đó là kiến thức cơ bản. Còn những cái phần thì giảng giải mở rộng ra thêm thì cái đó là mình ghi bổ túc thêm. Nhớ ghi bài. Tại vì mình học mình không có ghi bài đó mình sẽ bị quên. Ít nhất một lần mình ghi bài thì mình nhớ được một lần rồi. À, ghi bài thì cố gắng mình ghi cho nó sạch đẹp. Ví dụ như mình không đẹp được thì mình cũng rõ, đây là sạch rõ. Thế nhiều khi tôi cũng đâu có ghi đẹp được đâu mà tôi bắt quý vị phải ghi đẹp. Cho nên mình không làm được thì mình không có quyền bắt ta làm. Cho hỏi cái chỗ cái yếu tố của cái sự thấy đó, vâng. Thì nó có cái sự liên đới giữa vật chất và tinh thần luôn. Thì nếu nói trong tâm lý thì nó chưa có tìm hiểu được tới mức đó thì cái này làm sao mà thầy biết được vậy? Đó thì cái đó nằm trong Phật học. Tức là quý vị không siêu lý thì quý vị sẽ rõ gì cái này. Chỉ có trong siêu lý học thì nó mới trình bày đầy đủ tất cả các yếu tính này. Còn ở góc độ của tất cả các phân môn khoa học từ xưa cho tới nay thì đều không có trình bày rõ. Quý vị nào mà xuất thân từ cái dân học học hành, từ triết học, tâm lý, đạo đức, luận lý rồi các kiểu, mà quý vị bay qua học bên siêu lý, bên Phật học thì quý vị cực kỳ tiện, cực kỳ rõ ràng. Mọi thứ gì bên kia có khúc mắc quanh đây được giải đáp hết, đầy đủ. Nhưng mà cái hay là gì? Là người ta không có chú tâm, người ta giải đáp cái đó cho mình đâu. Người ta trình bày cái hệ thống tri thức của người ta. Nhưng mà mình ú oà, mình nói trời ơi hay quá, cái chỗ này nó giải thích được cái chỗ mà bên kia của mình ấy, mình không có rõ. Nó vậy đó. Thành ra quý vị nào mà đã học triết, đã học những cái môn hàn lâm, mê thích, tri thức, tầm cầu, sự thật, thì qua siêu lý là đỉnh luôn. Mình đã từng trải qua cái nỗi buồn, mình biết. Giờ ghi cái đó nó hơi phức tạp á. Cái đó nó hơi phức tạp là nó nhiều thông tin quá. Cái đó bao gồm cả nhãn, cả nhĩ nữa. Con mắt nhìn thấy người ta, lỗ tai nhìn thấy người ta, cộng với tưởng nữa. Tức là tri thức mình đã có trước đây. Tức là nó vừa cảnh ngoại vừa cảnh nội.
được chưa, được chưa? Đó, học xử lý nói vậy đó là mình ráp vô phân tích vừa cảnh ngoại vừa cảnh nội, dựa trên các thông tin đó mình mới đưa lên cái kết luận cuối cùng là mình thông cảm với người đó. Tức là nếu như đặt ra câu hỏi là vì sao mình có thể cảm thương được trước số phận nghiệt ngã của một con người, hãy phân tích. Thì tâm lý nó hơi khó để phân tích được, nhưng bỏ siêu lý này dễ. Siêu lý nó có đủ phương tiện để phân tích được hết đó. À, biết bằng tưởng chứ mình đâu có đau được cái đau của người ta. Nhưng mà cái tưởng mà tưởng nó lại là sự... nó lại có hai nữa. Một cái là thật tưởng, một cái ảo tưởng. À, nói là thật tưởng ảo tưởng là chia theo cái phương diện là thật giả thôi. Cái tưởng nó còn rất là đa dạng nữa. Cái này lớp siêu lý mấy đó, siêu lý 3 gì đó đang học đấy, số 3. Ừ, cái lớp thứ 3 đang học mà đúng lý. Ừ. À, đúng bon luôn cái chỗ tưởng đó luôn đó. Đúng. Thì ở cái phương diện tưởng đó thì chúng ta thấy là có hai loại đó. Cái tưởng thiệt là do gì? Là mình có cái dữ liệu thật sự. À, cái dữ liệu thật sự, cái tưởng không thiệt là dữ liệu nó không có thật sự. Do mình tự chế ra. À, nếu mà mình gọi cái phương diện của thông tin á, thì đó là một dạng là cái thông tin sơ cấp, một cái là thông tin thứ cấp. Cái tưởng thông tin thứ cấp là mình chỉ tưởng tượng ra thôi, nó không có cơ sở, nó không có cái gốc nào hết. Đó là cái tưởng giả, gọi là ảo tưởng. Còn cái thật tưởng là cái có thật, cái dữ liệu có nó hơi phức tạp đó, nó ăn nhiêu này thôi. Mới bữa đầu mình là nhiều quá nó ngán à, nhiều cũng nhiều rồi, bữa sau mình tiếp về cái phần tiếp theo dễ hiểu ha. Bữa sau là cũng bữa sau mình cũng học trên cái kênh này luôn. Ừ, nó mới đủ. Vậy mình nói mày, mình có thể nói mình đồng cảm với hai người, với một người vì những việc mình chưa trải qua là mình đang ảo tưởng không? Không, cái đó nó lại khác nữa, nó lại khác nữa. Cái tưởng, cái ảo tưởng là cái mà nó không có cơ sở, nó không có cứ liệu. Còn nếu như con có cơ sở, con có cứ liệu thì nó không phải là ảo tưởng. Ví dụ nào có cơ sở, có cứ liệu? Ví dụ người thân mình đã từng đau khổ, có dữ liệu chưa? Có. Mình đã từng đọc được trong sách vở một cái nhân vật nào đó từng trong hoàn cảnh như vậy, đau khổ như vậy, có cứ liệu chưa? Có. Nó có hết, nó có cứ liệu hết rồi. Thì như vậy cái đó không phải là ảo tưởng, cái đó là có cơ sở. Được chưa? Hôm nay học một buổi hết một chương. Trời ơi, một buổi một chương là dạy mắt Lenin. Dạy mắt Lenin. Học viện mua gà trên này không hiểu gì hết trơn là đúng rồi. Nó là thứ cấp hả? Đúng rồi, nó là tưởng. Cái tưởng đó là cái tưởng thứ cấp. Nhưng mà mình biến cái tưởng đó thành cái trí. Thì lúc bây giờ là cái từ cái thứ cấp đó thành cái sơ cấp. Cái đó qua xử lý đi, qua khi xử lý hỏi đi thì phân tích cái đó bên xử lý nó hay hơn. Thế giờ phân tích đây nó không có phương tiện á, nhiều khi nó rất nhiều cái hệ thống thuật ngữ khác, cái gì không có rõ. Suy luận từ kiến thức đã học mà sai, có phải là ảo tưởng không? Đúng rồi. Cái suy luận từ cái kiến thức mình đã học mà sai là ảo tưởng 100%. Suy luận. Gọi là suy luận mà là sai thì là ảo tưởng. Dữ liệu nền nó bị sai. Dữ liệu nền nó bị sai, mình nạp vô nó đã sai rồi. Nó nhiều lắm. Tại vì cái đó là quý vị phải hiểu về cái hoạt động của tưởng. Tức là tưởng nó hoạt động như thế nào, ở góc độ là lưu dấu và góc độ truy dấu. Từ lưu dấu đến truy dấu, lưu dấu nó sai hoặc là truy dấu nó sai, hoặc là lưu dấu và truy dấu nó sai luôn. Tức là ở trong góc độ của hoạt động tưởng nó phức tạp dữ lắm. Và cái phần đó thì nếu quý vị học siêu lý đó, thì nó mới đi sâu vô. Còn hệ thống của tâm lý học thì nó không có biết đâu, nó không có biết mấy cái đó đâu. Nó trình bày một cách thoáng qua à. Tại vì nó không hiểu. Siêu lý là cái gì? Siêu lý là môn học. Nhưng mà bây giờ đó là thầy xin phép thầy đi trước. Hôm nay có lớp đang chờ thầy rồi. Thế thầy ngồi thầy trả lời một hồi đó là tới ngày mai luôn đó. Giống bữa sau vô hỏi siêu lý là gì nghe. Để thầy đi thì cho cái lớp sau nó kiểm tra nữa.
sao nó còn đang chờ là kiểm tra nữa đó. Thôi hôm nay tới đây thôi ha. Bye bye quý vị, giữ sức khỏe, nhớ uống nước, mùa này rất là nắng nóng. Bye 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 bye. Thank you.